Ok, và hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình là Thành gì đây. Và hôm nay chúng ta sẽ tới một tựa game mới mang tên là Zombolunt anh em nhá. Meta Slug Awakening, phiên bản mới ra mắt, một tựa game mới ra mắt thôi, trên di động luôn. Ngày xưa nó tên là Zombolunt, ở chơi trên hệ máy PS1 đấy, khá là hay nha. Ok, thì tất cả những code mới nhất mình sẽ để phía dưới phần comment cho anh em nhé. Mình sẽ chọn một nhân vật nào đấy, Makoroshi, sao lag ấy. À không được chọn ạ. À. Mình ui nó kiểu dạng 3D anh em, hay phết à, nhìn trông hay nhờ. Hay đấy, giờ tắt cái biệt kia ra, mình chơi trên giả lập ha. Tự động ngắm, kéo cần điều chỉnh. Rồi tôi nghĩ tôi sẽ tự động ngắm là sẽ hợp lý hơn anh em ạ. À. Nhảy này anh em ơi, nhảy này. Gì này. Hát à? Gì à? Hát là gì? À hai nút bán, hai nút bán này. Ok anh em ơi, let's go, nhìn trông hay đấy. Dạ ép ạ. Ui, súng lửa này. Ui, xe tăng với chúng tôi. JVK thôi. Tự động ngắm này khá hay. Ơi trời ơi, né ngay. Né ngay bạn ơi. Cứu dân, cứu dân, cứu dân. Hay phết anh em ạ, nhờ. Đồ họa đúng kiểu ngày xưa luôn ha. Súng lửa bắn sướng thật sự. Yes. Lên nào, lên nào. Có đạn B này. Ui, đạn băng à. B là băng luôn anh em. Đóng băng ạ. Wow. Thi thoảng ném cả bom luôn. Ôi, hết đạn rồi. Bắn nhiều quá thành ra hết đạn rồi anh em. Dương y tế có thể giúp hồi phục máu à. Ấn Control để hồi máu à. Ok. Xin cái áo nào. Đạn R. Tên lửa. Đạn đạn đuổi anh em ạ. Đạn R như kiểu đạn đuổi ấy, ha. Khá ngon. Cái đạn R cái là tôi phải nó nạp luôn đạn R cho mình luôn. Ngon. Khá dễ nhờ. Cái gì đây? Lại lên đạn R. Ok, let's go. Đạn L. Laser. Mơ, đạn khỏe thế. Chết hết. Sắp hết đạn rồi nhá anh em. Nhảy vào. Wow. Quả xe. Hay đấy. Quả có chuyện luôn anh em. Game hay phết nhỉ. Chơi khá đã tay. Né 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 né. Đơn giản như đan rổ vậy. Né ngay. Cái gì đấy, cái gì đấy, cái gì đấy. Đốt lửa. Đốt lửa mình sợ gì đâu anh em. Ui. Nó sắp chết rồi anh em ơi. Tôi đang phải né cái này ra. Xong rồi, nice, hay quá. Tôi đã hạ được cái máy bay. Hạ được thằng chùm à. Khá là vui đây ạ. Mission complete rồi, hay quá. Đây ở đâu? Ôi, thứ gì đây? Cái gì đây? Tự nhân sư Ai Cập à? Ảo ma Lazada thật sự. Bắn tia laser từ mắt à? Chỗ để bay rồi anh em ơi. Về bán trên trời ạ. À. Ảo thật. Sự luôn. Lúc nào mình quen thì mình sẽ tắt cái nhớ nút đi nhá. Cái nhớ nút này là nó kiểu là nó đấy nút sẵn là chúng ta. Người đẹp ra đây nào. Ấy à, cái gì đây?
Tên trộm dừng lại. Mission start, bắt đầu. Cho được cái Rocky Machine Gun ạ. Ghê đấy. Súng mới anh em thì có 66 viên thôi. Hãy tiết kiệm. Ta mà không tiết kiệm mà tí nữa chúng ta sẽ... Vãi. Vãi cả đại, nhìn trông hài vãi lều. Có cái L hay phết nhờ. Kiểu kỹ năng đặc biệt đấy anh em. Bá đạo phết đấy. Có thể ngồi xuống được mà anh em. Chúng nó có thể ngồi xuống được mà. Chúng ta mặc cái áo này vào luôn. Ôi có tặng gì không? Súng ép à? Khó phết anh em nhá. Làm sao tôi có thể nhảy lên được nhỉ? À, phải phá hủy được cái đấy rồi anh em. À, thật sự luôn. Cái gì đây? Cái gì đây? Cái gì đây? Nạp đạn à? Hay cái gì đây? Cancho. Giáp anh em ạ. Rồi ok 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 ui thêm quả quả tên lửa ở đây nữa. Hay cho phải kết hợp các loại với nhau được đây anh em. Đây là hồi máu anh em. Lên let's go. Let's go. Đó một nó đang ngồi uống nước uống trà. Ôi, đây là boss rồi anh em. Tấn công một điểm yếu à? À phía sau phía sau phía sau phía sau. Nó đứng đằng sau rồi nó sẽ bị yếu yếu anh em ạ. Mình đứng ở sau mình bắn thôi. Nó bị yếu rồi. Trời ơi. Chết ngay. Hay quá. Nhưng mà dễ nhỉ. Chẳng có gì là khó khăn cả ấy. Cái này dễ quá. Có phải dễ quá không? 71.800, 152.000 điểm. 222, ta sẽ ấn bất kỳ để quay lại nhé. Ok, cho sẽ ấn bỏ qua nha. Ấn vào nhân vật này nha. Đó. Cho sẽ mặc vào luôn. Nhập cốt ở đâu nhỉ? Nhưng vấn đề là nhập cốt ở đâu nhỉ? Phương tiện nhân vật chắc ấn vào bánh răng này thôi nhỉ. Đồ họa tiêu chuẩn âm thanh. Cách nhập cốt ở đâu ra? Đây là sẽ có cả nhiệm vụ ở đây này. Nhập cốt ở đâu ta? Game này không có nhập cốt ở trong ấy à? Trong trò chơi à?
Khá khó hiểu nhỉ. Meta Slug Awakening. Meta Slug Awakening. Cái nhập code ở đâu? À, phải vào trong web anh em ạ. Phải vào trong đây này. Có một cái trang riêng anh em ơi. ID nhân vật à? Chúng ta cần phải copy cái ID nhân vật của mình vào đây. Xong mới được cơ. Khá loằng ngoằng nhờ. Hơi loằng ngoằng tí. Nhưng mà ID nhân vật mình ở đâu? Tôi còn chẳng biết ID nhân vật của tôi đang ở đâu luôn. ID đâu? À đây này. ID đây, ID đây. Anh em ấn vào đây nhá, copy vào đây nhá. Và anh em ấn vào đây. Rồi, xong rồi anh em nhập một cái mã đổi thưởng vào thôi. Nó hơi bị mất thời gian tí. IC IH IC IH khá là vào game để kiểm tra vật phẩm. Ok. Để xem cái vật phẩm nó ở đâu. Quá đâu nhỉ? Anh em có biết quà đang ở đâu không? Đấy, tôi nhập nhập vào rồi nhé. Vấn đề là chắc nó ở đâu đó. Theo mình nghĩ là nó sẽ ở đâu đó thôi. Chúng ta cứ tính sau đã, làm nhiệm vụ thứ đã, tại vì tôi không biết là quà đang ở đâu. Vũ khí này. Rất là nhiều loại vũ khí xịn sò. Ok. Đây đi map đây. Đi từng map một anh em ạ. Đây là câu chuyện chính của chúng ta, nhưng mà tôi không biết là cái quà gửi về đâu luôn ấy. Thật là không biết. Đang thử tìm hiểu xem mà cái quà nó. Ui. Xin áo nào cũng dây dai. Xin tí áo nào. Ok. Vào đây cái là cho. Con này kinh thế nhở. Ui, khỏe thế. Loạn quá anh em ạ, tôi không biết đường nào mà lần luôn. Thật sự là không biết đường nào mà lần ấy. Trông dị quá. Ok. Rồi 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 đây rồi đây. Đưa cái hòm đây. Laser, đạn laser anh em ơi. Mất nhiều máu thế nhờ. Mình đang có ông này đi dùng Kame 22. Sợ thật. Nhưng mà chúng ta vẫn có hồi máu à. Khó phết anh em nhá. Chúng ta, ông có cái máy khoan này, có cái xe khoan này. Lao xuống. Ok. Kim cương ạ. Kim cương. Đây là mỏ kim cương ạ. Hay nhờ. Cho quán ăn hết tất cả kim cương ở đây là đẹp. Hay. Nhảy qua luôn ha. Thêm cả xăng luôn. Loạn thế. Không nhìn thấy cái gì luôn. Xin. À, đổi lấy được điểm à. Đổi kim cương lấy điểm ạ. Hay nhỉ. Game hay quá. Anh em nên chơi thử qua xem thế nào nhé.
Nona thép. Nó có lớp giáp chắn đây rồi. Nó sắp hết đạn rồi. Phải bắn vào cái phần trên đầu của nó cơ. Xin đạn. Phải bắn vào phần trên đầu của nó này. Cái này cũng phải thuộc vào kỹ năng nha anh em. Vai, thế vẫn trúng một phát anh em. Nó sắp quẳng rồi đấy. Quẳng rồi. Quẳng rồi. Đấy. Kiểu rất là nhiều thứ luôn. Mission complete. Thế tôi vẫn chưa biết là cái... mấy cái code kia sẽ dùng như thế nào nhờ. Cái đấy thì mình cũng không biết được. Đang tự hỏi là cái code nó dùng như thế nào. Ủa. Vàng à, đào vàng. Đào súng ạ. Súng mới ạ. Đeo có thêm một khẩu súng mới ạ. Rapid Machine ạ. Trang bị này. Trang bị luôn này. Thấy được chưa? Nói chuyện với anh thợ mỏ này. Hay phết, có nhiều thứ hay phết à. Nhờ. Đối thoại với Fio. Cái này nó đang hồi. Vấn đề là quà ở đâu? Quà tặng ở đâu nhỉ? Lõi. Chúng ta có lạc đà này. Có khá nhiều xe khác nhau rồi. Tôi sẽ tiếp tục đã. Anh em cứ bình tĩnh. Nhật ký. Đây anh em hãy copy cho tôi cái mã vào đây. Xong anh em lại phải vào đây. Anh em nhập. Mã là 7P8I. Đấy, đổi thưởng. Mã xác thực không đúng ạ. SQSB. Nó nhiều lắm anh em ạ. ID nhân vật. Sao cứ mã xác thực không đúng nhỉ? Hài vãi lều à. Đầu tiên là mình sẽ copy ID nhân vật này. Xong rồi copy cái mã vào đây này. Rồi xong mã xác nhận nè. Cái này là... Nó còn có cả mã xác thực, nó hơi bị mệt. CPUM. Đấy, đổi code thành công này, vào game để kiểm tra vật phẩm nhận được nhé. Nhưng mình không biết là... Đây. Anh em không cần phải nhập lại đâu. Đấy. XPUB. Đổi thưởng hết đi. Đấy, như thế là được rồi mà. Đây, nó sẽ nhớ luôn cho anh em ở đây. Khá là tốt, đây là có 3 cái rồi, 4 cái này. DV. PM, tất cả đều là viết hoa hết nhá. DV, PM. Rồi. UQ9 à? UQ9 đúng không? Ok. Sắp hết rồi đấy, sắp hết code rồi đấy. Không biết được cái gì ấy. VXNS. Không được, không đúng luôn. M D D K. Không đúng đi. Cái này chắc chắn là phải đúng. Đây, code cuối anh em ạ. 2, 4, 6, 7. Cho tất cả là 7 cái code nhá. Ok, D X G K. G K. Mã đổi thưởng không tồn tại. Cho có 6 cái thôi. 6 cái code thôi anh em ạ. 6 hay 7 cái gì đấy. Rồi nhưng mà vấn đề là code ở đâu ta?
Vấn đề là cốt nó nằm ở đâu? À, phần quà nằm ở đâu? Anh em nào biết thì chỉ mình không? Mình đã nhập tất cả cốt rồi đấy. Nhưng vẫn đang không biết là nó đang ở đâu, phương tiện. Rồi, cái cứ nhập vào đã, xong rồi tính sau nha anh em. Rồi, ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em trong tập kế tiếp nha. Vũ khí ấy. Rocky này. Trang bị đổi này.